Không phải khách hàng tiền năm vô đi thăm à? Đi Tết trong miền thì có chứ. Nhà miền một năm mà trong miền được cái khoảng 300 ngàn mà đi Tết trong miền cứ bơi hết. Bơi lụ. Còn vẫn là cắt tóc nhìn đẹp ý. Cắt thơ khả có lấy nhìn về là được liếm. Thằng bảo cắt cũng được. Thằng bảo cắt tóc anh ra cắt tóc mới được chứ. Chưa. Rồi bữa mua đem thằng Bảo với cắt à, đem hai đứa nó với thằng Bảo cắt cái thứ. Bữa đem về lên hỏi thằng không xuống xe nữa. Đúng rồi. Bị chèn. Mà bữa cắt nó không xuống xe luôn. Cũng trù la rồi. Hoàn cắt cái con vẫn từ nhỏ đến nay mà vậy. Sẵn hết. Sẵn. Mấy phút rồi. Mấy phút rồi. Cô về với chứ cô điến vậy mất. Ủa mất thịt cơm à? Lúc nữa thì đi ăn về trong đó bắt đầu là vài lóng xong rồi về thì ăn uống chi xong rồi vài đất 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 cô bé là chứ là ứng đi lan nữa thế. Gió xe chủ chó nó không biết chủ chó mình gì đâu. Gió lúc đó là nắm như gió xe chủ chó đó. Ôi nha, chủ chó với chủ mình cái gì đi nè. Chủ gió chủ chủ bạn chủ qua má cáo đến bạc thôi. Em mà đi nói nữa. Ồ, duyên ông thiệp chủ chó đấy ạ. Bạn ở chờ mình đó đi thẳng đường, ông tức ngất đi. Xuống nghề vác le ke vô đấy. Vất dẹp rồi, mang dẹp cao gót vậy. Vất dẹp ngoài đường rồi. Bá chạy rồi. Bá trị rồi. Nó có bá trị vốn rồi. Người Nga thì anh ấy rồi. Bứng cho em bưởi rồi.